Ngày xưa, khi loài người mới được hình thành, trần gian chưa được sắp xếp ổn định. Các vị thần Xuân, Hạ, Thu, Đông không thể quản hết, nên cùng lên thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, trần gian bây giờ không ổn định được trật tự. Chúng thần dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể lo ổn thỏa mọi việc. Chuyện cụ thể là như thế nào? Các thần hãy mau nói cho ta nghe. Bẩm Ngọc Hoàng, con người dưới trần gian không phân biệt được thời gian, nên thường xuyên nhầm lẫn giữa các mùa. Từ đó họ gieo trồng sai thời điểm, mùa màng thất bát. Và khi đến phiên trực của thần, con người lạnh và đói, nhưng không có đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Họ còn nhầm lẫn về tuổi tác, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau, đến khi không ai chịu ai. Nhiều khi xảy ra chiến tranh, cuộc sống con người rơi vào lầm than. Vậy các thần có giải pháp gì không? Thưa Ngọc Hoàng, hay là người tạo thêm vài mùa, nhân gian sẽ dễ bề nhận biết thời gian hơn? Không được. Nếu có quá nhiều mùa, việc thay đổi thời tiết khí hậu liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cho con người càng khó thích nghi hơn. Thưa Ngọc Hoàng, mỗi năm dưới trần có 12 tháng. Hay là người hãy chọn ra 12 con vật để cai quản các tháng trong năm. Như thế vừa giúp loài người phân chia thời gian, vừa xác định được tuổi tác của họ. Đề nghị này rất hợp lý. Nhưng thế gian nhiều loài vật như vậy, ta nên chọn loài nào đây? Thưa Ngọc Hoàng, thần có đề nghị này, người hãy nhìn xem. Đúng rồi, rồng vàng quả là loài vật xứng đáng nhất. Hãy mau triệu tập rồng vàng lên thiên đình cho ta. Rồng vàng nghe lệnh, xét thấy người là loài vật trí dũng song toàn, có phẩm chất tốt, nên ta sẽ cho người đứng vào hàng ngũ 12 con giáp, cai quản một tháng trong năm ở trần gian. Tạ ơn Ngọc Hoàng đã tin tưởng. Ngoài ra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ phải nhanh chóng xuống trần, tìm đủ các con vật còn lại để mùa xuân năm sau lên thiên đình nhậm chức. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi đứng đầu 12 con giáp. Còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị xử tội theo luật nhà trời. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, thần đã hiểu. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được, hãy trao những tấm thiệp mời này đến những con vật xứng đáng. Và tấm thiệp sẽ chỉ đường cho các con vật tìm đến cổng trời. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta sắp trở thành thủ lĩnh của muôn loài rồi. Mình biết phải mời ai tiếp theo rồi. Rắn ơi, em có nhà không? Rắn ơi, anh có tin này muốn cho em hay. Anh đến đây không có ác ý, em hãy mau ra gặp anh đi. Không có ác ý, vậy do ai mà tôi ra nông nổi này? Chúc mừng chủ nhân. Chít chít. Làm tốt lắm. Cuối cùng thì hôm nay tao có thể báo thù rồi. Là do ngươi tự dẫn xác tới nha rồng vàng. Chủ nhân, thì ra đây là kẻ thù không đội trời chung mà chủ nhân hay nhắc đến à? Chít chít. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đã từng đối xử tệ bạc với ta. Người tham lam. Sao bỗng nhiên mưa to vậy nè? Mau vào bờ thôi bà con ơi. Mau lên, mau lên. Ủa quái vật, con quái vật màu đen bay trên trời kìa bà con. Giết nó. Giết nó đẹp lên. Giết nó. Giết nó. Các người dám coi ta là quái vật? Được, thì hôm nay quái vật này sẽ trừng trị loài người các ngươi. Bên ai theo anh? Tại sao em lại đánh phá loài người? Anh không thấy hay sao? Con cản em. Lũ người tham lam đánh bắt họ hàng thủy tộc chúng ta cả ngày lẫn đêm, giết hại cá tôm. Em phải dạy cho con người một bài học. Trời đất phân chia vai trò mỗi loài mỗi khác. Những người đó có sai vì đánh bắt dư thừa, nhưng em cũng không được lạm quyền giết họ.
Nếu chẳng may Ngọc Hoàng biết chuyện, nhất định sẽ giáng tội em đó. Em không sợ. Em thấy con người không xứng để cai quản trần gian. Loài rồng mạnh mẽ còn hơn loài người. Thì ra là em tự thấy mình tài giỏi hơn loài người. Nhưng mỗi loài đều có sứ mệnh riêng đã được đất trời sắp đặt. Em không nên so sánh như thế. Rồng đen, em đi đâu đó? Lũ người đáng ghét. Các ngươi có tài cán gì mà đòi cai quản chốn nhân gian? Nước biển đang dâng cao. Mọi người mau di chuyển lên vùng cao. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Em có ngưng không? Tại sao em vẫn không nghe lệnh nói? Anh là đồ hèn nhát. Nếu anh sợ, không dám xoán ngôi của loài người, thì hãy để em ra tay. Đừng cản em. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để em làm hại con người đâu. Lý tưởng khác nhau. Vậy thì nay chúng ta cắt đứt tình anh em. Ra tay đi. Em đừng trách anh.